sao người Do Thái bị thế giới ghét. Lý do đầu tiên là vì họ bị cho là kẻ đã giết Chúa Giêsu. Trong cuộc thập tự chinh, khoảng 5.000 đến 10.000 người Do Thái đã bị tàn sát. Thứ hai, họ cũng bị coi là nguyên nhân của cái chết đen, căn bệnh đã giết chết một nửa dân số châu Âu. Trong cuộc chiến chống lại khối thịnh vượng Litvia Ba Lan, người Do Thái đã bị cáo buộc là tay sai của chính quyền nên Ukraine đã giết khoảng 100.000 đến 300.000 người Do Thái. Họ cũng bị đối xử tàn nhẫn tương tự ở Nga vì lý do tôn giáo. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Adolf Hitler muốn thanh lọc chủng tộc, người Do Thái bị xem là chủng tộc thấp kém. Vì vậy, Đức Quốc xã đã tiến hành diệt chủng, dẫn đến cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái. Lý do cuối cùng không thể chối cãi khiến người Do Thái bị ghét là vì họ quá thông minh, kinh doanh giỏi, biết nắm bắt cơ hội và sở hữu nhiều của cải. Nhớ đăng ký kênh và biết thêm nhiều điều thú vị nhé!